chào mọi người nhá. Và hôm nay mình sang nhà bà ở hàng xóm chơi á, mình có bà nấu cơm ăn. Coi thì bà nấu được món gì để tối ăn cơm cùng với bà nhá. Mình sang nhà bà nhá. Bà đang nấu món gì đây? Bà nấu món gì đấy? Ba với măng chua. Ba xào với măng chua thật đó hả? Thật gì? Ngon. Ô thịt ba. Bà nấu thịt ba xào với măng chua này. Thơm ngon lắm. Thơm ngon lắm. Thơm ngon lắm. Đảo đi ba. Đây này. À đũa đó. Đảo đi phải. Bà nấu măng chua. Sản nó chứ đâu có phải đua. Nóng tối quá à. Bà nấu ba thịt ba. Mọi người biết thịt con ba không? Xào với măng chua. Ngon, hấp dẫn mắt ạ. Muối. Muối ớt. Ớt ăn. Mời mọi người ăn bưởi nè. Chú ý cho chú ý đưa qua hả? Ừ, tối hôm qua chú ý đưa qua. Không đắng. Nhãn dừa thì đắng lắm. Cái đây không đắng. Dạ. Mà nó chua. Dạ. Nó hơi chua chua. Cái gì lắm? Bưởi. Không, chua nhưng chua ngọt. Dạ. Bưởi đấy, ông hồi xưa là bán 40.000 ký ấy. Dạ. Bà bữa nay không có muối. Ông đùa cháu đó à? Bà bữa nay không có muối, muối bột canh nữa hả? Dạ. Yeah. Ồ, bữa cháu mới gió thì chấm ngon. Ngon. Đây, ông cho mình quả bưởi đây. Đây, ông cho mình quả bưởi đây. Thì mình sẽ đi về nhà mình gọt mình ăn. Nhà cháu đâu? Nhà cháu ngay đây luôn. Đây đây. Dạ, nhà cháu ngay đây luôn. Thôi, bà nấu cháu đi về đây. Bà nấu nha, cháu đi về đây xong rồi đó bà. Xong rồi đó hả? Và mình tiếp tục xuống nhà bà chị nấu cơm. Ở nhà ông bà già mình không thích. Nhà trước nhà mình chỉ nấu cơm ăn. Hả? Nấu cơm ăn. Canh ổ qua. Canh ổ qua. Nấu canh ổ qua, ổ qua. Đây là món gì đây? Wow. Đây là món thịt dạ. Nhiều món ngon lắm. Chắc bữa nay lại ăn cơm ngon rồi. Phải Phương ơi, Sơn ơi. Đổ cái tóc hả? Nhanh lên cả lạnh đây này. Chở mũi chụp xịt, chụp xịt. Chưa phải cho em à. Gà ơi, tao ơi, đi thầy tao mà.
sao chạy đi, sao giật dây dây mà kia hả? Mát mày không thích nữa. Dẹp đâu có, con đi dẹp nó còn bật chứ. Đi dẹp vào nè, dẹp vào bật chân chứ. Dẹp vào bật chân chứ. Đi lên kêu ông Hương đi con. Con đi lên ông Thầu nấu đi. Lên 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 à. Thầy gì con? Dạ ơi. Lấy bắp hả? Ba lấy bắp chứ đâu. Dạ ăn muối không? Dạ muối. Dạ ăn muối không? Ba lấy bắp chứ nữa. Ăn muối ăn bưởi không? Cái teo chứ à? Đi dẹp vào. Dạ. Ôi trời ơi, giật cả mình. Nè, bắt đây. Bắt của con này nứt gì đây? Nước vừa múc đầu có cánh. Thưa đổ. Thưa đó. Đây, chung mình. Trời ơi, à có đứng ngồi lên hả? Bà con lên nhá. Chào ổn trường chứ. Ổn trường chứ. Yêu chứ. Chào bà. Chua. Ừ. Ông ý nghĩa đó. Ý nghĩa đem cho cho chua. Ăn được. Chào mọi người con. Con chào mọi người. Và các cái bên này đi làng Bana quay mà có cái đứa hay là nhìn chị ra á. Mà cái thằng nhỏ đây là cái dí theo. Trời ơi, con nhỏ đây là cái dí theo em. Khổ thật đấy. Về mẹ về không chịu cái dí theo em thôi. Rung không? Rung. Cứ dí theo thôi, không muốn về với mẹ. Rồi đi chụp hình mà cười lắm nha. Các con 38 tuổi có bầu bố tháng uống rượu xanh hết rồi. Cái sao bầu uống rượu? Không sao hết. Trời ơi, có bầu không được uống nha. Không sao hết. Giật lắm. Ê, giật lắm. Bệnh này có mấy bộ đồ đi để lại cho mẹ mấy bộ đồ mẹ mặc được hết Phương. Nè nè con. Qua cái mắt. Ho rồi. Ho bà đập gì? Ho lắm rồi con. Bà đập con ho. Ăn bữa nè Phương ơi. Hôm nay đi học còn được mổ sổ mũi mà. Chỉ biết rằng là một đứa bị lấy cả mớ luôn. Mổ sổ mũi đây. Đó. Đi lên trường thì bị con nít đây này đi khổ nhất, đi học là lây lan đầy hết. Đi học là đau á. Đó, đi học là đau hết cái mũi hết. Chưa thấy bé San San mà hồi tiêm thuốc ngừa ốm, ngừa sốt, ngừa đau chứ giờ đừng đau lộn ngược cả mẹ không mần được thôi. Đau nhiều mà. Đau nhiều mẹ có mần được không mồ rất mà cơ. Cái này tiêm thuốc ngừa gì ngừa gì chứ ngừa ốm ngừa sốt. Hồi trước thì kêu nó không đau không đau, làm mèo gì đó, làm mèo gì ốm đau, ốm mặt tật gì hết đó. Đây con đây một năm ở nhà có đau ốm gì đâu, có ho sụt sà thủ thì đau. Mắng ở nhà đâu có ra khỏi nhà. Hai năm rồi không đi ra nhiều rồi. Không ra mắng mà mưa tiếp xúc với những người xung quanh nhá. Mẫn cảm không mẫn cảm với mọi người xung quanh là có đâu bị. Người đây người khác rồi. Thế đau lụng chắc mọi thôi ở trong một năm mà. Có ổn hơn lại chứ đâu, có sổ mũi đâu. Chị băng cái nó là chém miệng chứ. À, không đau không uống gì cả. Con đây một năm rồi, không sổ mũi gì hết. Đúng rồi, mà đang mới đây đây chứ, đi học rồi. Đây là sao, hôm nay là tháng năm nay là đau nhiều thì. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Chào... con chào mọi người. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Hả? Chào mọi người đi. Quen là gì gặp bà không? Chào mọi người cho coi. Chào mọi người. Chị Thương này. Mới một canh thôi. Mới đây ăn cái chua ngọt ngọt. Ăn bưởi này. Này, mình cho mấy muối một canh. Bưởi chua lắm. Cho mấy muối một canh. Con ăn không? Phương ơi! Chua lắm. Con ăn bắp đi. Ôi trời bắp đi. Cay. Con ăn được. Cay lắm á. Ăn bắp đi, chua lắm. Trời ơi, chậm đi.
cay lắm con. Đấy. Con đừng có ăn nhá, cay lắm, cay lắm con. Mình sẽ xe chạy đi mua đội xe chạy đi mua đội bếp. Đội bếp nhưng mà ai 12 giờ hơn nó nấu cơm. Nó phải ăn trả phí cho anh. Vì chúng ăn cô nằm cũng như vậy. Mình ghét mình cười. Quá quá. Đúng á. Con đừng ăn nhá, vui lắm á. Vui quá, vui lắm á. Ăn liên tục với phải chua. Con đừng ăn, chua lắm luôn. Bưởi nhỏ nhỏ bên đây nhiều lắm, nghe nói năm nay trái to mà đụng đầy gốc á. Vậy à? Nhỏ con bảo này giờ đó. À bưởi tê. Nhưng mà bưởi nhỏ đắng. Nhà hải á. Nhà hải có nguồn hạt á. Nhà hải lợi chứ lợi. Ngon thất tiếng á. Nhà hải lợi. Không ngon cũng ngon. Ngon không ăn? Cái giống gì chứ mà mong bao giờ còn hết rồi. Không giờ chứ là nhìn đặt đồ rồi lỡ hết thì khó nè. Cảm thông thì cô đang cùng lọt ông sổ lên nè. Có thương quá. Chị chỉ giặt lên nè. Xin nè. Phải cho phải giặt nè. Ăn liên tục thì không chua, mới ăn chua mà ăn liên tục không chua. Thua lắm đạo ơi. Con ăn được không con? Con ăn bắp cái cà chua con. Chua con ăn được không? Chua con ăn được không? Cay cay con. Cay cay. Cay lắm á. Cay lắm. Cay được. Nè cay nè. Cay nè. Ô ô con muỗi. Muỗi ô rồi. Được chưa? Bà đập con muỗi đó. Bay rồi, bay rồi. Đập nhẹ quá bay rồi. Đập 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 đập. Sặc máu rồi, sặc máu rồi. Bà giết mạo được con muỗi ra. Muỗi cắn con hả? Đó 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 đó. Đó đó đó. Lần rồi còn chưa được con muỗi. Sặc máu rồi con. Bay lên rồi. Chua lắm con đừng ăn. Con ăn bắp đi. Con ăn bắp đi. Cay lắm. Cay nè, cay nè. Cay với chua mà vẫn thật đời ăn. Này ra, để. Cay lắm à. Ăn đi, cay rồi mà khác. Ăn bưởi tốt đi ra. Phương, ăn bưởi Phương. Ngon không? Cay lắm. Thêm xôi để lúc nữa ra, cho chín, để lúc nữa nó mềm á. Để lại cho nó nục nha. Cho nó trào. Trào á. Cho nó nục lại. Nóng con, quá trời. Quá trời. Nóng con. Ba lấy cái thìa nhỏ cho con nhá. Ba lấy thìa nhỏ con, quá trời, nóng con ơi. Thương tự xúc á. Em trường tự xúc rồi, tự xúc rồi. Em trường cô để cho tự xúc nó. Thương quá à. Cưng là chị giả chịu bìa. Đây con thìa nhỏ con đây. Ăn đi con. Thìa nhỏ đó con. Bỏ cái cây ra. Để con ăn nó đi. Ngon quá. Đây con để bây giờ bà cắt cái thìa đây đi đã. Rồi ăn, các ăn con muỗng cho con này. Nóng quá con. Để con chịu tới mất thìa to đây. Thích chữ muỗi, muỗi. Bà con ngồi cao lên dễ 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 mà. Ông Hà đây cái ghế nữa lên trong. Ôi, trồng cao lên em cắt. Em ngồi em ăn nè. Giỏi chứ người bắt bao bắt vẻ mà sức ăn nó được mọi người xuống cái mẹ anh để. Em cứ tìm bắt em bắt bao bắt vẻ bổ mà bộ không ngon hết ngồi đó này. Ngon đúng không? Thương ngon lắm. Em ơi cắt tóc đẹp không bà Hà? Tóc đẹp trai nè. Tóc đẹp trai á. Giống cái tóc đẹp trai thật đó chứ. Xúc ăn thì thương luôn. Thương lắm. Thì bữa thấy xúc ăn nó thương nha em bé. Bé hơn một tuổi mà biết xúc ăn rồi đó. Không mời cả nhà ăn cơm đi. Ngon không? Ngon không? Giờ cứ thích bà quay lại nhau lại chào mọi người đi coi. Chào mọi người, mời mọi người đi con. Phương coi em mì xúc ăn nè. Giỏi chứ nè. Hai tay hai thìa luôn.
Ốc Phương, phải Ốc Phương đi. Ốc Phương. Ốc Phương. Ốc Phương đi. Ốc Phương. Ăn đi con. Ăn. Biết rồi ăn được, từ xúc ăn được nhiều không phải cô cứ để ra này rồi đói. Để được mấy thìa chứ mấy, còn đói thì ăn được nhiều, không đói ra là vài bữa vài hột chứ mấy, cả bầy mà làm sao mà chăm được cho hết. Có phải đứa hai đứa đâu mà đút ăn được. Tôi đứa mô mà ăn được nhiều thì nó ăn thôi. Cay con, ôi trời. Cay con không ăn được không? Cay không ăn được đâu con. Cái này của bà mà. Không được của bà cay lắm. Cay lắm con. Trời ơi. Cay mà. Để con đưa thìa đây con xúc ăn đi. Xúc cơm ăn đi. Để nhà bà Nga chuẩn bị sữa lại nhà. Biết đâu. Cả sữa ông mình phụ không á. Chắc hay con mình phụ chứ. Dạ. Mình phụ cái phía sau á. Ừ. Ngủ nhiều lắm. À đập mũi cho bà. Chắc là xây nhà cầu nhà. À tao có mũi của mũi. Nhà bếp. Đúng là nhà cầu nhà bếp phía sau á. Con mũi to thật. Đập cho bà luôn này. Chứ nhà nằm lượn. Tháng năm nay đắt xu thật. Ừ. Dần hết rồi lại nhận được hai nhà đó nữa đó. Ừ. Nhà ai nữa mà hai nhà? Nhà Nam Luận với nhà Nga. Nam Luận làm nhà năm rưỡi đó. Con cay chắc nâng lên còn bún nữa. Con này cay này, bà nói cay này. Không cay đâu. Thấy cay chưa? Không cay. Thấy không? Tập cho quen không cay. Ôi trời ơi. Chua lắm. Con ăn cơm mới đã chứ. Con ăn cơm đã, con xô cơm ăn. Cơm hả? Con cơm ăn. Ăn cơm ngoan mà ăn cơm à? Không ăn cơm à? Giỏi quá. Mọi người ăn cơm đi em. Em mời người ăn cơm đi em đi. Có cái lá đây, mày hái cái lá đây nè. Mày hái cái lá đây về nấu canh, lá đắng á, lá lằng á. Rội xuống khó quá hề. Đó. Đây lá lằng, gọi là ở quê gọi bằng lá lằng á. Nấu canh với cà chua. Cái cá nó đắng ngon lắm mọi người. Bò, nhà chị dưới đây có con bò không? Nghĩ đây con bò đẹp á, bò đẹp hả? Và đã đến giờ nấu cơm tối rồi, bây giờ mình sẽ hâm lại cơm hồi trưa, đồ ăn hồi trưa mình nấu để mình ăn cơm tối nhé. Mọi người đã nấu cơm tối chưa? Đây là thịt kho. Thịt trưa nè. Thì mình nấu nhiều á. Ăn chưa hết. Giờ mình sẽ hâm lại. Mình hâm lại cho nó nóng rồi mình ăn thôi. Nó thịt kho. Thịt kho hành. Thơm quá. Mình hâm lại cho nó nóng rồi mình ăn. Còn đây là món canh cá nấu lá đắng nè, cà chua với lá đắng nè. Đây là cá gì mình không biết. Nhưng mà canh cá nó cà chua lá đắng. Mọi người ăn khoai lang. Khoai lang á. Ăn khoai lang nhé. Thế là mình hấp cơm đây nè. Mình gọt sạch á, xong mình hấp vào cơm nè. Mình hấp 2-3 củ. Đánh cơm lên. Chín, cơm chín rồi đó. Điện đây. Thì chúng ta tắt bếp thì chờ. Mình sẽ cho cái rồi cái bí hồi trưa á.
Sôi lần này mình tắt bếp nhé. Tắt bếp. Khoai lang. Khoai lang á. Anh nói tiếp quả ăn cơm quá à. Người coi hồi xưa nhà mình nhặt được cục đá nè, chồng mình nhá đi làm ở đâu á, chồng mình đi làm ở đâu á xong nhặt được cục đá đây nè, nhưng mà nó bị rạn rất nhiều rồi đó, nguyên cục về đó, nguyên một cục đá vậy nè. Đây là phía sau nó này. Chúng mình nhặt ở đâu về không biết. Nó cái hình tượng nó cũng hay hay hả? Nó cũng đẹp. Mọi người biết cục đá gì không? Giờ mình sẽ dọn cơm ra ăn nhé.
mình thôi, khi nào cũng chỉ ăn có một mình thôi. Chồng con cứ đi vắng hết à. Mình đã dọn cơm xong rồi, có canh bí hồi trưa nè, giờ đồ mình hâm lại không à, thịt kho hồi trưa nữa nè, mình có một mình nhá, và cá nấu canh. Giờ mình ăn cái canh như thế thôi, mình ăn đơn giản lắm. Mời mọi người ăn cơm cùng mình nha. Có một mình thôi. Quay đi quay lại có một mình nhỉ. Trưa sáng tối thì cũng thế, cứ có một mình thôi. Buồn lắm. Ăn cơm đi. Bi. Bi ăn cơm không? Bi mình muốn thịt nha. Bên nó thật nè. Cho bên nó thật nữa nè. Bi mà nhớ. Về không? Để tốt quá đấy tiền. À cứ tí đêm ở nhà Na nhé. Ăn cơm tức là ăn cơm nhá. Đi ăn ở không? Bên thịt tiếp nhá.
nha. B. Mình cho Bi ăn thịt đấy, mình cho Bi ăn thịt này. Ăn đi Bi. Ăn đi. Có mình với Bi không à? Có mình với Bi không à? Trời tối quá. Em điện tối quá. Thôi ngon nữa thì ăn cơm ăn nhá. Và mình đã ăn cơm xong rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Bye bye. Xin chào mọi người. Đấy. Bây giờ đã tới giờ nấu ăn cơm trưa rồi. Mình mời mọi người cùng ăn cơm với nhà mình nha. Có thể nhà mình ăn những cái món gì nào. Cơm. Nên là nhà mình cùng ăn cơm với nhà mình nhé. Đây này, đông người đây là nấu một nồi cơm to luôn. À, một nồi cơm to phải không? Mình về nấu một nồi cơm to. Mới đâu. Rồi, hôm nay nhà mình ăn cơm là có món này chú mình gà này. Chú mình nhớ thiếu cái gì vậy? Món thịt kho, món đậu phụ, món pho thịt, nước mắm, canh, quê có đủ món gì đủ. Chú lấy cái gì? Mình ăn cơm với cả nhà mình nhá. Đâu, mấy đứa con. Đi nào không? Làm đi không? Em không, anh không ạ. Không thì chào nó bắt đầu quay. Nhưng mà không uống thì uống nước mắm đi. Cá này. Cá này, canh này, thịt gà này. Thịt kho. Bỏ bớt lên đằng kia không cơm à? Thịt bỏ bớt ra cho em. Thịt kho trứng này. Hôm nay cũng là gọi là chọn được cái ngày gọi là đẹp đẹp trời. Thứ nhất là thế, mà thứ hai nữa là ngày bữa vừa rồi em cũng nhờ ông anh đây là đứng tên cửa cho cái nhà. Hôm nay em cũng xong xuôi rồi, thấy cái ngày đầu tháng rồi mùng 2 em cũng xin phép và vợ chồng em chuộc lại cái nhà mình làm ăn. Mời anh em ép là kia là ép mà. Nói chung là trước đây chúng mình cũng có nhờ trong cái tình cảm anh em thì mình cũng chẳng cái gì hơn, chỉ có cái tinh thần là chú sửa sang nhà cửa thì mình cũng mong làm sao cho hoàn thiện rồi nay cũng bàn giao lên cho cô chú để nó còn về nhà nghỉ ngơi cho mát mẻ rồi hoàn thành cho nó phát tài phát đạt, còn cháu là thành công luôn. Cảm ơn anh rồi. Cảm ơn anh rồi. Cảm ơn cái cũ chuyển sang chủ nhà mới. Còn cái rượu đúng một hôm ăn uống thì bác thống không? Đâu mà thống rồi ôi mấy thằng ghét nó uống sáng cũng già chưa già chưa mình đâu mới sáng đâu mấy con mới mới tới giờ mà nói là mình ông ngoan nhé. Cái này cái này cháu cắt xong cũng được. Con gà dai lắm. Con gà dai. Ừ. Gà dai không? Cắt lại cho. Tốt. Ê, miếng nào dai để lại anh chiều. Đúng ngoài một chiều quất kìa. Cân gà nó ra mình kêu mày tên mình đúng thì mình quất cân gà ra. Đây là chiên thêm món cá, cá chỉ vàng. Chiên thêm món cá chỉ vàng. Rồi, đầy mồi người kia rồi ăn chiên lắm. Mùi đầy quá rồi. Cá chỉ vàng nó thơm ngon lắm, thịt sợi dĩa. Bị sốt rồi, ăn bị sốt rồi. Mà cái đây đâu có gia vị đâu phải không? Hơi là vẫn bị. Đừng có một cái gì cơ. Chị vàng thơm ngon lắm luôn á. Nhưng mà sao mình cái bị dễ ứng. Nó vẫn tẩm mất, nó đừng tẩm đi được. Em hay con đấy hả? Bác con. Không có chén nhỏ chén to đây luôn hả? Nó có 10 ngàn mà.
đấy. Hai đĩa luôn cả. Răng lại được chụp nhiều đó. Phải nhà mới cũng làm đi. Mài bên chân nó là ý là mình múc trên kia, mà trên kia không, nhưng mà ý là nước nó chảy nó phá rồi tùm lum, là không biết là rác nó rác nó chảy xuống tắt cái cống ngay chỗ cống ngang mình đi ngang ấy, giờ mới có đường cống ngang bây giờ không tắt luôn rồi. Nhưng mà rác nó chảy cho mình đâu lại xây nữa rồi. Trong ơi tắt rác rồi, nước tồn rác nó như ấy là cái bàn la bàn này mấy ông đó cũng là mình rổ có ăn nhưng mà thầy uống đó đấy là từ bữa trước là cái vụ mà bắt đầu anh biểu em anh em chào lên là cứ giàu anh mà hôm qua bắt đầu là cô ơi đừng nó xóa mép bê tông trên kia chạy xuống biết đâu mà xuống phải đất mình mất đâu quỳ dài thế thôi tôi không chạy rồi chịu vậy cái đường này nó không công an đâu. Đi thẳng tha lần chưa? Đây. Mà hôm nay xem này cái đám như thế nào đi đến từng đám thì cũng ba cái đám đi về rồi nó rồi. Hai hôm nay nó vào. Nó không vào. Hướng gì lúc 5 giờ rồi. 5 giờ rồi. 5 giờ rồi. 5 giờ rồi. Họ tôi vô thiếu chuẩn bị đi ăn cơm mà hai thằng chớ này đi ăn cơm không giờ trời có công an đọc cười nằm hả nói chưa đỏ làm ăn làm muốn quá mà giờ về giờ này chưa giờ em không dám về em mới về thôi nữa về được hai lát nó cho 500 ngàn rồi đau lưng cho nó đau hết cả đầu mày cứ làm như thứ gì không gọi là còng lưng luôn còng lưng luôn quá vậy ạ không nhiều khi chúng ta mà yêu rồi nhưng khi về là vừa anh viết cho cô Trang là phải đưa chú đi chúng mà làm chứ không 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 cũng về đâu mấy ông về bác làm thì đập hai đêm rồi không cho mình nông nghiệp không nghe ai giả thằng đứa chị ông uống không? Uống. Ừ, nhà luôn á. Nhà. Cái bên món này thì tay sống mà. Được. Anh nhà hai cô bỏ qua đấy em đi anh chắc mày gì đấy không tranh thủ mình chưa ăn cơm mấy cái ông anh em giàu ăn trước á mình chưa ăn sao bông hoa hồng lại gục xuống đây trời được bông hoa lại gãy gục xuống đây rồi mà anh em nhậu ăn trước mình chưa có ăn chứ anh em mình đã ăn luôn. Quay mấy cái cảnh đây xíu đã. Xe nó trời mưa anh em tập trung đông ăn cơm mấy anh em tập trung ăn cơm đông á. Cái đủ đi, không có
mái số là ta nước cái này là một người tâm ái tính cảnh bình thản tâm ái là cái anh trai mình áo dầu báo dầu báo cái dầu báo là dầu đỏ mẹ như xe đỏ nó chạy đông đông được xong đi hả đi này hôm qua về nghe coi được đi nó chạy đông đông kia về rồi đó anh đặt được cũng nằm lòng à về mới lên đó hả về mới lên mới đủ giờ tôi mà về mở đấy hai ngày chỗ tiền đó anh ngồi sống không có nhà cuối tôi tao đưa đây này cái thằng kia không được bao nhiêu hết rồi tông nó đáp cho quầy tính anh ngay bùng bột dâu tốt lắm xong rồi anh bình đâu mà ta nói nó cháy là đúng không em mình nghe vô đó lô gai thì tiền đúng không ra đây có hai đâu ra đây còn đây vừa bay mà đi đánh ở cái gì cái bu đi rồi ý là đúng mà ra khi nó đi đi còn làm cái tội thì anh vừa nói ông chồng đi anh mai là cái đó là bữa rồi đủ bữa cùng nhiều bữa mà để thế thì đầu xuống lá mấy gì chung công an cái đồ mà chung tới bữa lại công an nói bữa chứ sao anh nói đủ bức ông chồng xíu rồi anh cũng lấy tiền cho được anh mới muốn không nếu mà chuyện xưa rồi nếu ấm hết cho em nếu mà để kiếm hộp ra thế rồi hả như là học đây nó lúng cái nhiều mai công an nào cứ gọi anh làm quay nhiều mà sao làm em nghĩ em làm việc tốt làm vừa đi rồi em không buồn ra rồi quả thì cứ đi quay công an giám sát em cứ đi ra về coi giao thông đấy không có ảnh rồi được em ơi một quay đang chạy trước đứng rồi này nó đâu cái con cứ tập ăn cứ tập nào bữa tao kiếm được không cả mãi đi ra đây được em này thì gà này cũng là đường đi mà nó mà nhiều là mà phần tay cũng là cái đường đi đường này cũng là đường đó này đường này đi đường này 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 là công an mình mua đúng rồi đấy. Bây giờ không có công an nắm được. Chúng ta tẩy đổ xe đó nó còn như vậy không mà nó dẫm vô cái đường cấm. Từ bật xe nhanh cũng dám bật nè, còi cũng dám bóp. Đồ và cái đồ hôm một tài số rồi. Từ đường hẻm ấy ngoài. Bộ mặt mặt đường đó là tao không biết mẹ đâu. Đi xe con lại vì không dính tốc độ, kêu dính tốc độ. Ủa. Tại sao không chạy chạy luôn. Đây. Tao còn đi xe không xe tải không đều nó trong đi chiếc cuối chiếc đâu hai chiếc nó ép hai chiếc bốn chỗ nó ép mình không thấy không luôn. Xe không nó phải làm được nó hai triệu á. Triệu á. Có bao nhiêu số tao mốt này. Mấy còn lại thấy số lắm rồi. Đồ là ép đầu chiếc cuối đuôi chiếc hai chiếc kẹ mình một tao không được vô được một chiều á không được rồi nên là chiếc đầu nó ép rồi chiếc cuối nó là đổ tóm đó luôn luôn rồi đủ hai triệu lúc đầu 9 triệu chín triệu nó nói xong rồi nó ghi cho chiếc mũ nó có tờ giấy đâu bao mấy cái chuỗi cái là kéo nam nó anh do anh không biết anh đâu anh đi
mình ở đây đâu rồi, ngoài kia thì đâu có đúng rồi, đi cả đi cần cần mấy tháng chứ cả mình lo đó, nhưng mà đi đâu thì lộ cũng rồi mình đeo còn ra đó các bạn đi đâu mình cũng ăn thịt rồi đúng không, dầu ít nhưng mà thịt nhiều khi mà anh đi về vợ anh là vợ anh đi chỉ cho uống sữa voi dần lứa mỗi lần để ý mấy lần là bài là bà lợi cứ mỗi lần bài là bà lợi giải biết từng nào cho bà xây thì anh em muốn biết thì biết mà sao cứ biết biết là xây những cái gì bà lợi cứ mỗi lần bà anh em muốn biết anh em cứ cắt ghép nhau Mình vui chơi không quên ngủ chiều mà lắm. Người ăn xôi nhá. Xôi nhưng mà ít đậu lắm. Sao xôi sẽ ít đậu ra. Cho nên làm rẫy là mua cho trộn đậu với chứ. Em đi làm cũng đúng rồi. Xe máy đi ra ngoài kia. Ngon lắm. Xôi ngon lắm. Nhìn vậy bằng ngon lắm mà. Ăn mới được. Dễ mới gì nữa. Bên vậy hắn chở xe máy đấy. Chở bằng xe máy ra ngoài. Xe máy. Ít người. Và bên đây qua tờ xoay à? Dối rồi. Không với hồ ấy thứ gì là ba chị hàng nha, ba chị hàng nhưng mà quay người đẹp trai nhất nhở, chẳng phải giỏi nhưng mà cái đồ ăn cái xô cái đồ ăn việc mình phải theo quay đâu, cứ bánh tét quay ăn lại bố trai nhỏ, đây quay đồ ăn mà quay đồ ăn theo ở trong để đâu á, trả tiền tam tam chắc lại bà điện đó không về phải quay đồ ăn đấy bằng bà ngoại nhà mình về đấy đi ăn đi. Cả những điều ông về mà đấy biết ngày quay ra đây cho nên cái dâu chiều nay bà về à, chiều nay về à, dâu mốt nhưng mà bà có hẳn đấy hết điện cho ông có việc gì không cả tám đặt đôi gì đấy là bà điện đây lấy người nó về cái chân gì á đâu là mấy cái tông á trong lưu mấy cái tông không được chưa mà không được rồi. Anh không phải hoàn thành cái nhiệm vụ này. Mai bên ngoài cũng mà anh cứ chiều chiều nay cho anh cái kia hả? Nó có nước đấy. Ý là mất con này đã dù đi bắt đầu. Anh về. Bà có được gì bảo là cái mảnh đất ở nhà nó lùng hết rồi. Anh về bây giờ là lái không có tài lắm, mấy đứa chở buộc kích rồi là về nó làm mình làm kín kín cái bọn thì cứ trong mẫu màu tổng nó đổ cái kia tài nhà biết cái cảm đang đâu lấy sơn về nhắc là nhưng mà lúc mà nó lên
Đó là sự thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con lòng cho á mà nó nhỏ mà nó này nó gọng gọng nó quả luôn nhắm môi anh thái là chắc ăn rồi rồi không phát được ăn hả nó lên thả thái rồi chắc lại không cho hiếu uống chưa đâu mình đỡ rồi Cái này con đưa lắm trời. Có cái là bởi từ mát từ trên này. Tù lên câu em ơi. Để đỡ được cái gì vậy? Ờ, cái gì đâu. Cho đi lên lại đấy. Rồi, chuyến đi là trong dưới 2 x 300 cà phê thuốc lá nữa 500 2 ngày nhé. Cái được cái gì vậy? Còn là đúng giá luôn á. Đúng giá luôn á. Tức thời. Đúng rồi, không cái dạng nào cái dạng này. Tốt. Ý kiến tốt. Luộc.
Và chỗ đó nó có đặt một cái tô bin của anh ta. Có, bên dưới đó. Đó, bên dưới đó. Xuống cái chỗ Bình Tân có đặt một cái bin. Từ đường Cờ Đông Ba đi xuống cái tô bin chắc phải mười mấy hai cây đường nhánh đó, đường ngay theo cái đường của mình lộ cái điều nó không làm những bảy cái gì đâu. Chúng ta đang nói là đi cái đường mà cái mà cần đến lòng á, từ đó cũng khoảng mười mấy cây à. Đúng rồi. Qua cái ủy ban xã gì đó đi là cũng khoảng mười mấy. Sông An. Cái đường này chạy một lốp. Cái đường đó tôi chạy mò á. Ô, mới học thì kêu. Cái đường nó chạy má ơ á. Thì né được sáng thôi này, né được 19 này, né thanh tra này, hồng thanh tra làm cách nữa. Tụ chạy đường đó là tắt đèn chạy mà chạy đường 19 thanh tra được là tắt đèn. 27 mình làm dưới quờ mình lấy cái đường mà giác là công ty gì đó ở ngoài cái đầu đường này đúng nhỉ, rồi cái đường mà giác á. Mà đúng thì nó cũng có một cái gì cái liêu rồi. Lọc đó. Mới đá nhưng mà mày. Nó tặng đầu dây lui lại. Hải mới là còn cái công ty. Hưng Thịnh. Lọc xe luôn rồi đó. Hưng Thịnh. Hưng Thịnh hồi trước là em biết cao. Là cái đường bờ kênh đó. Cao Phú Quốc và Mỹ Nhậu Bê. Đào đá lên là. Mỹ Bê à. Đến đá lên là nó không có bãi. Bãi chưa. Cái cục nó là Hưng Thịnh là cứ. Cái này tao đi ra công an công an này đổ mà lừa ra tao rủ đi uống nước nó chảy thẳng tao lên đồn nè, đúng là cái mà nó giải cứu nó đúng rồi, nhưng mà công an nó uống vài hồi chiều vô là cùng uống rồi ăn nước nó đi là cứ uống nước vào ăn muối luôn nó đẹp cá luôn muối không ạ, ăn muối nó đẹp mà bán cá và cá con kia ngồi ăn cứ ói tao mày biết tao cá luôn qua làm cho em. Nó muốn rượu khai ma cũng ăn bún, ăn lẩu mà ăn bún. Rồi ra nôn. Ờ, bọn bọn nào qua tâm nôn là run. Ủa, thế này tao chị. Nó là run, thế cứ khúc bốc lên này. Chả được, mắt để hoa rồi. Có nhiều cháu là ăn đấu lên đồn, mẹ ơi, tuôn luôn nó máu. Ra làm dấu. Trong là ăn dấu. Có đâu chứ mà nhiều người có. Nhưng mà anh thích canh. Như chai sữa tin này nó uống nó cũng đỏ. Cái đỏ. Cái Anh không ăn cơm nhão, nấu cơm nhão được dừa, cơm thúi vẫn ăn được. Anh không ăn cơm nhão à? Đấy là, mình đãi cơm xong rồi nhé. Chào mọi người, mình xin lỗi. Xin chào mọi người. Lại xây nữa rồi.